Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi ước mong quý vị và các bạn sẽ có những phút giây hạnh phúc khi lắng nghe chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, được làm cha mẹ, con cái trong một gia đình ở đời này thật đúng là có duyên. Người cha dạy con sự dũng cảm, mạnh mẽ, lý trí, luôn bên cạnh đồng hành cùng con lớn khôn. Tình cha, công cha cũng như trời như biển, không thể đong đếm. Công ơn dưỡng dục tựa như Thái Sơn, khiến chúng ta phải luôn giữ trọn đạo hiếu. Câu chuyện xúc động về người cha trước lúc lâm chung trong chương trình Khát vọng cuộc sống hôm nay sẽ giúp chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi, sống tử tế với người thân ngay bên cạnh chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình được chia sẻ bởi người cháu như sau. Trong những ngày ông ngoại sắp qua đời, việc ăn uống của ông đã rất kém, lượng thức ăn nuốt được hàng ngày ít đến đáng thương. Vậy là mẹ tôi phải đi khắp nơi tìm mua những thứ ông ngoại thèm ăn để ông được nếm thử. Hôm ấy, mẹ tôi mang theo vài quả roi. Ông ngoại nửa nằm nửa ngồi trên giường. Ông ăn hết một quả, lại ăn thêm quả nữa. Sau đó chăm chú nhìn mẹ tôi rất lâu. Rồi ông nói, "Cảm ơn con." Mẹ tôi tưởng ông nói về việc mẹ cho ông ăn quả roi, nên cũng không để tâm lắm. Bèn trả lời ông rằng, "Nếu thích thì bố ăn nhiều vào, lát nữa con mua thêm cho." Ông ngoại lại nói, "Cảm ơn con đã làm con của bố." Rồi ông chậm rãi kể với mẹ tôi bằng giọng yếu ớt, "Hồi anh chị con còn nhỏ, bố chưa từng trông nom, đều nhờ một mình mẹ con chăm sóc. Mẹ sinh con ra rồi qua đời vì khó sinh. Bố không còn ai giúp nên phải tự chăm con. Khi ấy bố mới biết, thì ra nuôi con nhỏ vất vả như thế, nhưng cũng thật sự rất vui. Bây giờ bố lại để các con phải chăm bố như trẻ con." Mẹ tôi nước mắt đầm đìa, nhiều lần nghẹn ngào nói với ông ngoại, "Bố, bố đừng nói nữa, bố nghỉ ngơi đi." Nhưng ông ngoại lại nói, "Con không hiểu đâu, bố không còn thời gian nữa." Ngày hôm sau, ông ngoại qua đời. Sau khi ông ngoại đi, mẹ tôi vô tình cầm quả roi ông ngoại ăn thừa lên, cắn một miếng, chua tới mức trào nước mắt. Mẹ tôi lại khóc rất lâu. Bạn bè thân thích an ủi mẹ, mẹ ngẩng đầu lên nói, "Thật là buồn cười mà, sắp đi đến nơi rồi mà còn nói linh tinh. Ông cụ nuôi tôi lớn chừng này rồi, tôi còn chưa cảm ơn, ấy vậy mà ông cụ lại cảm ơn ngược lại tôi." Thật ra điều ông ngoại muốn nói là nhờ việc nuôi dạy mẹ tôi, ông đã học được cách yêu thương. Mẹ phụng dưỡng ông lại học được thế nào là được yêu thương. Vậy nên ông đã nói cảm ơn. Ông ngoại mất vợ sớm, cả đời không tái hôn, một mình nuôi lớn 4 người con. Cả đời có thể nói là lận đận, nhưng khi ra đi, ông đã rất bình thản và hạnh phúc. Cả đời nếm trải quá nhiều đau khổ, chỉ khi học được cách yêu và được yêu thương từ con cái, cuộc sống mới có thêm vị ngọt. Với họ, có lẽ con cái chính là ý nghĩa sống. Thật ra, cho dù là người thời xưa hay người thời nay, dù ở bất cứ thời đại nào, thì tình cảm giữa cha mẹ và con cái cũng luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ, thiêng liêng, đáng trân trọng nhất. Người làm con, đến khi nuôi con mới thấu hiểu hơn về tấm lòng người làm cha mẹ. Nhưng ngược lại, người làm cha mẹ cũng chỉ đến khi có con rồi mới có thể cảm nhận chân thật nhất vai trò, trách nhiệm cũng như niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến, không gì có thể so sánh được mà con cái mang lại. Nếu như con cái là nguồn sống, là tương lai, là ánh sáng, là món quà vô cùng quý giá trong cuộc đời của người làm cha mẹ, thì với con cái, cha mẹ cũng là cả một bầu trời, là một thế giới của mình. Ơn sinh thành dưỡng dục
làm sao có thể đong đếm nổi. Có thể trở thành người một nhà, có lẽ đó là một cái duyên phải tu nhiều kiếp. Vậy nên, khi đã trở thành cha mẹ, con cái, mỗi người hãy sống trọn vẹn với vai trò của mình. Yêu thương hết lòng, trân trọng hết lòng, để cuộc đời mỗi người thêm ý nghĩa, ngập tràn hạnh phúc nhân sinh. Con người luôn theo đuổi tiền tài, danh vọng, chạy theo những thứ vật chất xa hoa, nhưng lại không biết trân quý những điều đang có. Đó chính là tình cảm gia đình. Biết yêu thương, bao dung, che chở những người thân yêu, sống hiếu nghĩa thì nhất định chúng ta sẽ tìm được chốn về bình yên cho sinh mệnh mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ những điều ý nghĩa này cho cộng đồng. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi mong muốn nhận được những bình luận của quý vị và các bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.